Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Cường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Dáng rất đẹp, đế cũng đẹp luôn ha. Đó. Dạ. Chào em. Chào anh. Chào cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc á. Em tên là Cường ở chợ gạo Tiền Giang. Hôm nay em có về một lô mai tàn giáng long gửi anh cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ cho em. Qua số điện thoại là 0977 893 824, cũng là số Zalo của em luôn. Cái này là hình thức của em là bao ship toàn quốc được. Có một số cây em bao ship được, nhưng cô chú anh chị còn có một cây, số cây thì em sẽ bao ship 200 km. Rồi, cây dạ. Này bao ship 200 km báo ha. Dạ. Cụ thể từng cây luôn. Dạ rồi. Rồi, dạ. Mã số 1. Chiều cao. Rồi, cao 1m3. Rồi, tầm 1m3. Tán ngang tầm khoảng 1m2. Rồi. Diện nghĩa dàn xương em nói ha. 14 quanh neo. Rồi, 14 quanh. Rồi, CC luôn. Nồi đế đặt luôn. Rồi cái nồi đế này khoảng nhiêu đây em? Nồi đế đẹp quá, hang nôm xuống nè, tập kẹo nè, đẹp quá nè. Dòng đế 72. 72. Rồi CC luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Mã số 1 này em giao lưu 900.000. Rồi 900. Bao ship toàn quốc. Ship toàn quốc. Rồi xuống cây, mã số 1. Rồi tiếp tục. Mình lên mã số 2 luôn. Số 2. Cái này cao khoảng 1m7. Rồi, mình đi ra ngoài đây cái nha. Khoảng 1m7 cao ha. Tới ngang 1m6. Này mình không có là đi xa là ra được. Quanh 22 quanh neo. Rồi. Bởi vì nghĩ kỹ đoạn này nha. Một nồi đế đặt luôn. Để đẹp luôn. Cái nồi nhiêu đây? Ốm nhẹ nhẹ ha, kéo chạy lên đó. Nồi đế này tính 80 thôi. Rồi, 80. Giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã số 2 này em giao lưu 3.7 triệu. 3.7 triệu ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc được, nhưng cô chú anh chị mình thông cảm, cọc giúp em trước em mới giao cây cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, xuống cây. Những cây lớn này phải cọc em mới giao cây được. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 3 ha. Cao 1. Rồi, tán ngang. Tán ngang 3. Rồi, em thấy cái tán ngang nó xè rộng ha. Tròn tròn luôn. Rồi, cái hoành luôn. 19 hoành eo. Rồi, cái nồi. Tổng nồi đế 80. Rồi, 80 luôn, xây luôn. Vì nhớ đường thân em nói nha. Kỹ nha quý vị. À. Mã số 3 này em giao lưu 2.7 triệu ạ. Xây tiếp vòng nữa cho quý vị nhớ kỹ bù đế cái ha. Đường thân luôn. À, 2.7 triệu ha. 2.7 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 4. Rồi, cao luôn em. Cao 1.5 m. Rồi, 1.5 m cao. 8.000 m4. Chín quanh neo. Rồi, cái nồi. Nồi đế 80. Rồi, 80 luôn. Đó, tay cành đều. Nồi đế thì cổ chơi luôn. À, quá xá nồi đế ha. Nồi đế đặt luôn. Rồi giao luôn như đêm. Mã số 4 em giao luôn 1.8 triệu. Rồi 1.8 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 5. Rồi chiều cao em nói luôn. Cao 1.5 m. Tới ngang 1m4. Rồi. Những cái đỉnh như cái gì? 19 quanh eo. 19 quanh. Rồi cái gì nghĩa dàn xương luôn. Xương cũng đều ở trên này ha.
Cây này đang lên sùng trứng nha cô chú anh chị. Ê, sùng trứng. À, một cục. Đây cũng là... lâm nhâm lục cục nhỏ li ti nhóc đây ha. Này ở ngoài mình thấy mới kỹ. Mã số 5 này em giao lưu 2 triệu rưỡi ạ. Rồi 2 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 6. Số 6. Cao luôn. Cao 1m6. Rồi tán ngang 1m5. Rồi tán ngang 1m5 ha. Gì nhí dàn xương ha. 21 hoành eo. Rồi hoành 21. Cái nồi 70. Nồi 70. Rồi cc luôn. Có gì nghĩa tay cạnh em nói ha. Đường thân luôn. Đặc biệt đoạn này ha. À. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Mã số 6 này em giao lưu 2.8 triệu. 2.8 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Cái này cô chú anh chị thông cảm cọc giúp em cọc vài trăm ha. Dạ. Rồi mã số. Số 7. 7 ha. Rồi cao luôn em. Cao 1.5 m. Rồi tán ngang. Ngang 1.4 m. Rồi. Hoành 22 hoành eo. Cái nồi tấm nồi đế 80. Hết sức cái nồi luôn ha. Tay cành thì đặt kẹo trên nè. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Mã số 7 này em giao lưu 3 triệu. Rồi 3 triệu ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Trước dưới đọt. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 8. 8. Cái này cao 1m7. Tán ngang khoảng 1m6. Hoành 23 hoành. Ba. Cái nồi 60. Rồi xây xây luôn. Có cái cò lắc ngặt quá ha. Rồi giao lưu như đây em? Mã số 8 này em giao lưu 3.5 triệu. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ cây này em ship toàn quốc được luôn nha cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị mình thông cảm cọc giúp em mới gửi cây nha. Cặp vài trăm ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 9. Rồi mã số 9 ha. Giang lòng lắc lượng đẹp luôn ha. Cao khoảng 1. Rồi 1.6 cao. Đến 1.5 m. Hai mươi hai hoành eo. Nồi tổng nồi 80. Rồi xe xây luôn. Rồi giao lưu nhiêu đem? Mã số 9 em giao lưu 3.2 triệu. Rồi 3.2 triệu ship toàn quốc ha. Ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 10. Số 10. Rồi chiều cao. Cao khoảng 1m7. Cao dữ lắm nha cô chú chị. Tán ngang 1m6. Rồi 1m6 ngang. Hoành eo 22 hoành eo. 22 hoành. Rồi xây xây luôn. Rồi cái gì nghĩa bộ đế em nói ha.
Mã số 10 này em rồi, mã số 10 này em giao lưu là 2,5 triệu luôn. Rồi, 2,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 11. Rồi, chiều cao luôn. Cao 1,5 m. Rồi, trắng ngang. Ngang 1,5 m luôn. Rồi. Cái này lùng lực luôn. Dịp nhớ dàn xương em nó ha. 24 hoành neo. Hoành 24. Này có cái cũ nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã số 11 này em giao lưu 3 triệu. 3 triệu. Ship toàn quốc không? Ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 12. Rồi, mã số 12, chiều cao. Số 12. Cái này cao khoảng 1,4 m. Rồi, tán ngang em. Tán ngang 1,3 m. Rồi, 1,3 m ngang. Dàn xương ha, cũng ổn ha. Rồi, hoành như em? Hoành 22 hoành eo. Rồi. Tổng cái nồi 70. Rồi, xe xe luôn. Mã số 12 này em giao lưu 2,7 triệu ạ. Ship toàn quốc luôn ha. Rồi, ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Số 13. Rồi, cao luôn em. Cao 1,5 m. Rồi, tán ngang. Ngang 1,4 m. Rồi. Nhớ dàn xương ha. Cạnh đỉnh trước nè. Cạnh cũng đều đi. 22 hoành. Rồi, hoành 22. Tổng hồi đế 75. Rồi, xoay xoay luôn. Cái nồi 75. Rồi, nồi để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Mã số 13 này em giao lưu 3 triệu. 3 triệu bao ship toàn quốc ha. Ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 14. Mã số 14. Rồi, chiều cao luôn. Cao 1,5 m. 1,5 m. Tán ngang 1,4 m. Cái quạt eo 22 quạt. Rồi. Có nồi không? Nồi 85. 85. Rồi, giao lưu như thế em. Mã số 14 em giao lưu 2,7 triệu. Rồi, 2,7 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mười lăm. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. Số 15 cao khoảng 1,6 m. Rồi, tán ngang. Ngang 1,5 m. Rồi. Ôi gì nghĩa dàn xương ha. 22 hoành eo. Hoành đó được là 22. Tổng cái nồi. Tổng nồi 75. 75. Đây, nồi đế nằm đây quý vị. Đế thì chia đều luôn đi ha. Mã số 15 này em giao luôn 2,5 triệu. Rồi, 2,5 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây luôn. Số 16. Này khá nặng đây. Ba anh em lên luôn. Dướng dây ở trên này. Tục mã số 16. Rồi, cho chiều cao em nó luôn em. Cao khoảng 1,7 m. Rồi.
cái ngang mét 6. Tại cành sẽ ngang không ha. Thân vị trí này 23 hoành. Rồi, cái nồi như vậy. Tổng nồi 90. 90. Rồi, sẽ xây cái nồi để luôn. Mã số 16 này em giao lưu 3,2 triệu. Rồi, 3,2 triệu tại cạnh đều luôn ha. Bao ship toàn quốc ha. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo em. Mã số 17. Rồi, mã số 17. Cao khoảng 1m7. Rồi. Tán ngang 1m6. Hai mươi hai hoành eo. Rồi, hoành eo 22. Cái nồi tổng nồi 65. Rồi, xây xây luôn. Mã số 17 này em giao lưu là 2,8 triệu. Rồi, 2,8 triệu bao ship toàn quốc ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Mã số 18. 18, cao. Cao khoảng 1m7. 1m7. Tán ngang 1m6. Rồi. Hoành eo vị trí này 28 của anh. Rồi, hoành đo được 28 nha quý vị. Tổng nồi đế nở là 85. Rồi, 85. Rồi, quý vị nhớ dần xương đoạn dưới hay cái dáng lắc ở dưới luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Mã số 18 này em giao lưu 4,5 triệu. Rồi, cây này em bao ship 200 km nha cô chú anh chị. Rồi, bao ship 200 km mã số 18 ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị. Mã số 19 cũng mã số là mã số cuối cùng của clip em ngày hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cao khoảng 1m6. Rồi, tán ngang em. Tán ngang 1,5 m. Tán ngang 1,5 m ha. Tay cạnh cũng đều trơn này ha. 22 hoành eo. Nồi này cũng dữ ha. Nồi đế này dữ. Nồi đế này 101 luôn. Rồi, 101 ha. Nồi đế này bự nhất nãy giờ. Nồi đế này dữ nè. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây em? Mã số 19 này em giao lưu 4 triệu ạ. Rồi, 4 triệu ha. Dạ. Cũng là mã số cuối clip luôn. Dạ, cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip của em ạ. Dạ, ủng hộ cho em ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.